60.000 đồng. Ok, này ít người chơi rồi ôi anh em ơi, này ít người chơi rồi. Ok, 270k. Ngon rồi anh em, 400k nữa này. Đó, đã chịu đấy, một thằng dính bom này. Hey, chờ em, chờ đến bao giờ? Nào, tiếp tục mình sẽ đặt cái bom này. Bây giờ bắt đầu mình đi đặt bom này anh em. Trải hết các loại bom luôn. Ôi, nó ăn kìa, nó ăn mất triệu hai của mình rồi, anh em ơi. À đây, hai nhà chết bom này. Hai nhà chết bom này. Mà cứ đặt đến chỗ mấy thề. Mẹ nó đặt đến chỗ mấy thì không nhà nào dính bom. Đây rồi. Ôi trời ơi. Đặt lên chỗ mấy thì không nhà nào dính bom anh em. Mẹ còn đặt cứ 100-200 thì nó lại dính bom cay đi anh em. Cột bom số 3 xem nào. Tầm này 3 nhà chết này là có lời đi. Một. Ui trời ơi. Ui thằng này đặt bom số 2 này. Đây rồi, mình cũng cốt bom số 2 cái này xem. Đánh từ bom số 4 thế nào anh em ơi. Đây rồi, hai nhà ngon. Hai nhà dính là ngon rồi anh em. Ok, ui rồi, ui anh em ơi. Ngon này, ba nhà dính bom này anh em ơi. Đó, phải chơi nó phải như thế chứ anh em. Bom số 0 à. Đánh thử bom số 7 xem nào. Đánh thử đánh bom số 7 xem nào. 1.4 đấy. À, nhà chết là ngon rồi. Ui, đây rồi, có một nhà này. Nói chung là cũng ngon, khá là ok. Đẩy về bom số 2 nhé. Ui giời, bom số 4, 2 nhà chết. Không ai dính rồi. Bom số 3 xem nào. Còn đặt căng đây anh em ạ. 1.8 đấy anh em ạ, không phải đơn giản đâu. Ôi giời ngon. 1.8 thì này ngon anh em ơi. À, dính bom rồi. Cốt về bom số 2 chứ. Đây anh em lưu ý nhá. Cái chơi này anh em phải để ý là bom của thằng trước đặt bom số mấy thì bom của mình là sao anh em đặt nhỏ đi nhá. Ví dụ nó đặt 9, đầu 9 thì mình sẽ đặt về đầu nhỏ anh em. Đây, một nhà chết đây. Nó đặt 9 thì mình sẽ đặt về những cái cửa nhỏ đi anh em ạ. Đó, thì rất là ngon, dễ ăn anh em này. Rồi 4 này, mình nên đặt từ cái cửa số 7, số 8, số 9 này. Đó, này này, anh em nhìn này. Bom số này, hàng dưới này. Đấy, một nhà dính này. Thế là ngon rồi. Đấy, anh em chơi thế này ok rồi đấy. Thì mình đang lãi được 2.2, 2.3 rồi anh em. Rất là ngon. Thì chắc là sắp nghỉ được rồi anh em ạ. Đấy, 2.3 là ok rồi còn gì nữa. Ui, nhà này, hai nhà dính nữa này anh em. Lên 9.2 rồi này. Còn cứ chân chân. Ôi trời, phải này mất bom rồi. Mẹ, hầu, nghỉ bố. Không đánh nữa là xong rồi. Ok, đánh 600 đi. Bom số 3 xem nào. Mình hay chơi, mình hay đặt bom số 2 hoặc bom số 3 anh em ơi. Đông người chơi hơn, đây này. Đấy, bom số 8 thì mình đặt cái bom số 2 hoặc số 3. Đây, biết đâu này tầm 3-4 người dính thì nói chung là ok. Đây, hai người dính này. Đó, lại lên 9.3 này. Rất là ngon anh em ạ. Ui, trời ơi, được 200 bạc. À, 2.000 chứ anh em. 200 thì đã ngon. Đây, 3 lít này, 3 lít 7 này. Ui, vẫn có một nhà dính bom kìa. Ok, đó, thế là ngon rồi anh em. Nghỉ được rồi anh em ạ. Lãi được 4.7 rồi anh em ơi. 4.7 đấy anh em ạ. Đây, mình ăn được 70k này. Mấy cái nhỏ nhỏ thì mình nhặt đấy nhá. Nếu mà có nổ bom thì nó còn ít anh em ạ. Chứ mà anh em cứ đây này, cái 1 triệu này, cái 2 triệu, à cái 1 triệu này, cái 2-3 triệu. Nó nổ thì đúng là thôi. Rén ngay anh em, đây thì mất có 100 thôi anh em.
200 không đã không nhầm nhỏ gì. Đó. 68 này. Ui giời ơi, nhanh thế, các ông này lấy lì xì nhanh thật ý. Số 7 à. Số 2 đi. Mình sẽ đặt số 2 anh em. Đấy, thì nốt cửa bom này thì mình nghỉ đi. Nếu không ăn thì mình cũng ăn được ở tầm 3 chục mấy rồi. Nhưng mà vẫn một người dính. Một người dính anh em. Rồi, 153k. Rồi, nghỉ nhá anh em. Nghỉ nhá, không chơi nữa anh em ạ. Ăn non thôi anh em, ăn non có 4 triệu 8 nữa anh em ơi. Đó thì đây anh em có thể thấy một sự kiện này anh em vào báo danh hàng ngày để nhận thưởng nhá. Su chia sẻ này anh em chia sẻ lên Facebook thì em có ngay 3.000 đồng. Khi em để chế độ công khai trên trang cá nhân của anh em thì gift code đây thì link tải mình để ở dưới nhá. Gift code thì em tải cho cái đường link đấy về, sau đó anh em nhập gift code vào đây thì gift code mình tặng cho anh em nhá anh em. Đây cái vòng quay này có 3 mức vàng, bạc và đồng, à vàng, bạc và kim cương anh em. Bạc coi anh em xem này, hiện đây mình đang có 1.600 điểm anh em. Mình thử quay cho anh em cái phòng bạc. Ok. Anh ơi, đẹp rồi. Thế là ngon rồi. Em mua con không? Đó. Rất là đây, mình đang ở VIP 3 đây. Nhận này. Đó, anh em đợi này, qua VIP 6 này anh em được 11 củ nhá. Đó, có 11 củ đây anh em ơi. Đây, qua đến VIP 3 đây. Nhận thêm được 2 lít nữa này. Thế là được 10 củ rồi đấy. Tất cả các sự kiện free này rất là ngon. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Anh em thấy hay cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.